chọc phá cô giáo Hồng thì đủ thứ, nhưng mà không, chọc phá cô giáo Hồng quá là dễ dàng rồi. Hôm nay chọc má cô giáo Hồng luôn. What? Má mì á, chứ không phải cái má nha má. Má ơi, má mì của cô giáo Hồng đó. Lần trước thì tôi gặp được em gái cô giáo Hồng, lần này tôi gặp được mẹ của cô giáo Hồng luôn. Oh my god. Anh đùa thiệt đấy chứ. Anh là hôm nay là qua thăm hỏi hai mẹ con như nào. Quên, con còn nhà mẹ, hôm nay qua thăm hỏi mẹ cô giáo Hồng xem coi mẹ cô giáo Hồng dạo này có sống ổn hay không nha mấy bờ. Quên nữa, nếu mà các bạn muốn mình lại tiếp tục là trend cô giáo Hồng nữa, các bạn hãy cho mình một nút subscribe đăng ký kênh Ruby TV của tôi để có thể mà giúp tôi lên được 1 triệu subscribe nha. Còn bây giờ đi gặp mẹ cô giáo Hồng thôi chứ còn gì nữa. Oh my god, tôi vừa mới vô nhà mẹ cô giáo Hồng thì mẹ cô giáo Hồng chửi tôi đi mà. Được rồi, cô hay lắm. Rồi rồi rồi, tôi hiểu cái bà này rồi các bạn ơi. Tôi đã hiểu được cái tính của bà này rồi. Oh my god, trời ơi là trời. Tôi với mẹ cô giáo Hồng cãi nhau sao giờ bà nhốt tôi vô cái lồng chim luôn rồi anh em ơi. Ác thiệt chứ. À, rồi được, trời ơi, cái lồng này dám ba cái lồng này ra được nha mấy bọn. Oh my god, mọi người ơi, mẹ cô giáo Hồng bắt tôi lên đây rồi các bạn ơi. Ui ôi, không biết là mẹ ở đâu ta. Oh my god, nhà bà này đáng sợ quá mọi người ơi. Từ từ, hình như để mình tìm xem. Ha, à, mình phải đi lên bằng cái đường này đó bạn ơi. Từ từ, đây là tôi đi lên coi. Trời ơi, tầm này là tôi phải cho luôn mẹ cô giáo Hồng. Tôi không cho mình bà đấy các bạn ơi. Rồi, cục pin ở đây phải không? Cục pin này bây giờ là tôi phải lắp vô đây phải không ta? À, là bây giờ là mình phải lắp vô chỗ bên đây các bạn ơi. Vậy là mình phải đi lên lại. Rồi, thêm một cục pin ở đây nữa. Còn một cục nào nữa không? Rồi, lụm hết đi. À, hết rồi. Bây giờ là vô gắn pin nè. Đó, đi qua chuẩn bị đi qua tảnh vô bờ mà mẹ cô giáo Hồng nè anh em ơi. Rồi, ok, qua gắn pin nè. Ôi trời ơi, quá dễ dàng luôn. Rồi, bây giờ là tôi đã có cái đường đi đưa ta. Cái đường đi thì tôi đi đâu vậy? Có mở đường tôi đi không vậy? Ủa, mở đường dưới đây anh em ơi. Rồi, bà tới công chuyện cho tôi rồi bà già. Ủa, bà già nhốt tôi nữa rồi anh em ơi. Quải thiệt cái chứ trời ơi. Oh my god, mấy cái cửa này là cái gì tôi không biết luôn em ơi. Ui, cái này lấy được không? À, bây giờ là tôi phải làm gì trong đây? Nãy giờ vẫn chưa thấy là mẹ của giáo Hồng ở đâu luôn á, bà già ơi. À, có cây kim. Ồ, hiểu. Đi nại cửa với. Ôi ôi, nguy hiểm ấy. Cái nhà bà này là gì kỳ cục như vậy? Gai, nại cửa. Gai, à, trên đây có cái nút anh em ơi. Rồi, ok, bật cái nút nè, rồi đi xuống đây cẩn thận nè. Không là ngẫm thấy, ngẫm nha. Chưa về xử bà Hồng là mình ngẫm rồi. Rồi, ok, qua đây làm này phải không? Đó, mở ra được rồi. Trong đây có cái gì không? Ủa, có một cuốn sách các bạn ơi. Rồi, à, cái này là tôi phải bấm cái nút này nè. Rồi, trời ơi, nhà của mẹ cô giáo Hồng đâu mà chơi công nghệ dữ vậy trời. Không biết là mẹ cô giáo Hồng đâu rồi ta. Oh my god các bạn ơi, mẹ cô giáo Hồng. Ê bà già nhà bà chồng nhà Hồng, bà đào bà chồng, bà đào bà dao Many hours later. Bà làm gì tôi vậy bà già? Oh my god, mẹ cô giáo Hồng của bạn ơi. Tụi tôi không làm gì mẹ cô giáo Hồng, bà cũng ngược cái tôi là sao vậy trời. Oh my god, đúng rồi. Ủa, à, có vàng, có ai, chìa khóa đây rồi. Ok, có chìa khóa rồi. Rồi, chạy qua đây lẹ nè. À, bà già, bà lên đây. Bà già, bà chơi tôi đen, tôi lấy chồng đen. Tôi lấy con bà còn hồng hơn tôi. What the hell? Lên đây đi. Ôi ơi, bà đứng đó bây giờ mình không dụ bà được anh em ơi. Ôi ơi, bà này bà sống dài hả? Bà sống gì? Sống dài hành gì? Sống dài hành huyền thoại chứ còn gì nữa. Ok, hốt ra coi. Bà già, trời ơi, đúng là mẹ cô giáo Hồng nhìn lạ ghê các bạn ơi. Thì ra tôi đã phát hiện được bí mật của cô giáo Hồng giấu kín mấy lâu nay rồi. Là mẹ cô giáo Hồng là robot mọi người ơi. Trời ơi, đáng sợ thiệt sự luôn rồi. Ok, nhảy qua đây. Rồi, ui, dâm ba mấy cái bẫy này làm sao mà chết. Tôi vừa mới khoe cái tài năng có thể mà dâm ba mấy cái vực bẫy như này tôi vượt qua được mà sao tôi lại ngẫm như đây hay vậy trời. Có khó đến mấy tôi cũng có thể mà vượt qua được hết các bạn ơi. Dâm ba mấy cái này là xém chút cản bước được tôi rồi đó coi. Ui ui, khó nha, cái này công nhận khó nha, ghê nha. Mẹ cô giáo Hồng biết cách để trị cô giáo Hồng, hàng chi cô giáo Hồng cứng đầu như tôi vậy anh em. Rồi, hình như đây là ở trong cái nhà máy của cô giáo Hồng các bạn ơi. À không, mẹ của cô giáo Hồng. Nói qua nói lại cái hồi tôi quên bén luôn anh em ơi. Rồi, trời ơi, cái nhà máy của mẹ bà cô giáo Hồng mà đâu mà nhìn đáng sợ cực kỳ luôn mọi người ơi. Oh my god, nhưng mà thôi kệ, không sao đâu. Rồi, cho tôi qua. Đúng rồi, phải như vậy. Nó phải là như vậy. Quá là đơn giản luôn em ạ. Quá là đơn giản luôn. Nice. Oh, thì ra trời ơi là trời. Mẹ của giáo Hồng loan
chị với tôi. Mấy cái này không thể nào mà hề hắn được tôi đâu anh em ơi. Ok chưa? Rồi, ôi giời ơi, quá dễ dàng. Còn cái gì có ơn, mời ra đây tiếp. Trời, đi bên đây với ông. Trời ơi, xử lý quá dễ dàng các bạn. Ui, đây là nhà sách của mẹ. Ôi, oh my god, mẹ của Hiếu Hồng tìm mấy tuổi rồi anh em ơi. Oh my god, rồi. Ủa, làm sao mà bà chơi được tôi? Làm sao bà chơi được tôi? Bà không có đây đâu hen. À, mới vô tìm mấy chìa khóa luôn rồi nè. Mẹ ơi, má mì của cô Hiếu Hồng ơi. Ủa, bà đâu ta? Nhưng bà không có đây các bạn ơi. Bà không có đây, bà không có đây. Ủa, bà sao lưng bà nè. Làm sao mà chơi lại đây? Hai chìa khóa hả? Tôi tưởng một chìa đi mày. Á đù lười á chứ. Rồi, còn chìa còn lại đâu, còn chìa còn lại. Ui, ui, bà không thấy mình. Ui, ui, đây có chìa khóa không? À, đây, có đây, đây. Chìa khóa. Trời ơi, tưởng một chìa ai ngờ ha. Dạ, quỷ sư huynh đài ơi. Quỷ sư huynh đài, đừng làm vậy mà. Em là một thiếu nữ đi ngang qua đường đây rồi, quỷ sư huynh ơi. Rồi, qua liền luôn nè. Ôi trời ơi, quá dễ dàng luôn. Ok chưa, cái gì đây? Ô, chỗ này còn có trực giác nữa đi mà. Ôi, nhà của mẹ của Hiếu Hồng hiện đại thế nhờ. Ai bằng nhà bà vô của Hiếu Hồng. Trời ơi là trời, nhà bả hơi giỡm nha anh em ơi. Hơi giỡm nha, công nhận giỡm thiệt. Trời ơi, nhà mẹ bà này, trời ơi, còn có cái lưỡi hái tử thần ở đây nữa chứ. Yeah, ok. Quá dễ dàng luôn em ấy chứ. Oh my god. Xém ngẫm mà không sao, vẫn qua được nha. Rồi, dễ. Ôi, quay. May quá, tôi cũng xin rút lại lời nói một tí nha. Rồi, nhảy qua lẹ lên nè. Ui, cái này nó hút lại anh em ơi. Rồi, ok. Qua đây luôn. Còn cái nào nữa. Ôi trời ơi, dễ dàng đấy nha. Cái này là phải đi qua đây à. À, dễ dàng đấy nha. Đấy, làm sao mà thử thách được Google Gaming anh em. Rồi, ok chưa, còn cái nào khó hơn á. Ê, đồ, xém té nhục nha. Nhục mà đội chục cái quần không hết nha Quỳnh ơi. Đó, Quỳnh ơi. Rồi, ok, lên đây, qua đây. Ui giời ơi. Còn cái gì khó hơn để thử thách ông ta? Ê, nó khó thiệt anh em. Xin lỗi vì đã khinh thường mẹ của cô Giáo Hồng nha. Còn cái gì khó để thử thách em nữa không? Mẹ của cô Giáo Hồng ơi. Ui giời ơi. Má nhục chứ. Ai đó đang xem video được của tôi, cho tôi mượn cái quần để đội được không? Nhục này tới kiếp sau vẫn còn thấy nhục nha. Ui mày trời ơi. Okay, qua được rồi. Yeah, ok. Ui giời ơi, dễ dàng thế nha. Ngựa, bỏ cái tặc ngựa này của Bỉ ơi. Trời ơi, qua được thì... Ủa gì đâu, qua rồi hả? Rồi xong cái tôi thấy mẹ của Giáo Hồng đón tủ đây luôn em ơi. Chị ơi, chị xích ra anh tí được không? Chị đứng đây, ông nội em cũng dám qua luôn chị ơi. Ôi ơi, tôi quýnh lộn với mẹ của Giáo Hồng anh em ơi. Rồi, bà tới nãy tôi rồi bà ơi. Tôi sức mạnh tôi không bằng bà, nhưng cái miệng của tôi là hơn bà rồi nha. Yên tâm chưa, ok. Rồi, qua đây. Ôi, run. Trời ơi, bà tưởng bà có sức mạnh ư? Tôi, bà nhìn đi, tuy là tôi yếu đó, nhưng mà cái mồm tôi mạnh nha. Đó, mồm tôi hơi hổ miếng rồi, nhưng mà mồm tôi đủ chơi lại bà rồi. Ui, ok. Này đi mẹ của Giáo Hồng nè. Đây rồi, mẹ của Giáo Hồng nè. Đó, ok chứ. Này thì mẹ của Giáo Hồng nè. Trời ơi, này thì cô Giáo Hồng dám ăn hiếp và Gubi nè. Đó, dám ăn hiếp học sinh, dám lấy tiền của học sinh nè. Ok. Ôi trời ơi, trả hù được cho cô Giáo Hồng. Ê lộn. Ủa này mẹ của Giáo Hồng mà sao mình trả hù